hôm ngày đi trường có đi câu sông nữa mà không có dính gì trơn á. Rồi hôm nay á là trường đi vô câu hồ nữa các bạn. Đây cái hồ này là hồ bông súng nha. Hồ này khác cái hồ câu gấp hổm. Rồi, thôi bây giờ để trường câu nha các bạn. Lên cá nào bự bự ha, 2-3 ký gì vậy. Rồi em giật giật luôn rồi. Trời ơi trời. Nó lâu dính này, em đi giật mặt thêm cái nó giật luôn. Chán không? Rồi tới, đâu vậy? Dính này các bạn ơi, lo bấm điện thoại qua lo dầm điện thoại rồi không coi. Dính này nè. Lôi hết cái phao luôn. Cá con này các bạn ơi. Đây. Cá này hơi nhỏ thôi các bạn. Nè. Đang rớt cái cục phao không hay luôn. Lo cầm điện thoại. Lập. Dính này các bạn ơi. Cá này chắc ôi cũng vừa không bự, nhỏ. Thôi. Bằng con nãy luôn các bạn ơi. Sao mà cái hồ này cá diện lứa không hay nè. Bằng con hồi nãy nè. Cá nó như là cỡ không hay gì à. Nè. Trời ơi, kiếm cá bự mà sao cá nhỏ. Kiếm cá nhỏ không đi trời. Cái hồ này các bạn, đủ loại cá luôn. Cá gì cũng có. Cá chép, rồi cá tai tượng. Nói chung hồ này hồ cá tạp á. Đủ thứ loại cá. Nhưng trường thì trường chỉ câu chụm mồi câu cá cha không à. Bởi vì dính cá cha mà toàn là chụm mồi hay lắm, chụm sao dính toàn là cá con, không dính cá bự. Nãy giờ trường phải gán dính một con cá bự mới được. Chứ dính cá nhỏ nhỏ không rồi cũng ăn uống gì, ăn uống được gì đâu. Cho nên giờ trường gán đeo dính cá bự. Tại ông anh hôm nay hồ này cũng còn mấy con cá bự nữa, có con cá mè 7-8 ký nữa. Rồi mấy cá cha 3-4 ký rồi cũng có dưới này nhóc chơi nó ụt phía ngoài đó các bạn. Nãy giờ ụt quá chục luôn mà chưa thấy ăn nè. Toàn là cá nhỏ nó ăn không à. Rồi hồi để giờ mình gán mình chờ mình đợi luôn chứ sao giờ các bạn ơi. Trời này bữa hay trưa chắc là cá nó ăn ít rồi, ít có ăn. Trời này hơi nắng nè. Chạy đi gán, trường gán đeo khoảng 2 tiếng đồng hồ coi như thế nào. Nãy giờ cũng cỡ nửa tiếng mà dính được hai con nhỏ. Để giờ gán đeo khoảng chừng tiếng, tiếng ngoài để coi có lên đường cá bự không. Rồi vuột luôn rồi. Vuột gì rồi? Vuột cá rồi. Trời ơi, giờ ben luôn ha.
Chán thì chứ. Như mấy bài phim. Các bạn ơi, tình hình là hiện tại đây bây giờ là trời đang rất là nắng luôn. Cá nãy giờ nó ăn nó ghẻ cái nó bỏ luôn, nó không ăn nữa, các bạn ơi. Chắc là nữa chắc chừng có đi câu chừng câu buổi sáng sáng hoặc là chiều mát chứ trời nắng thì nó ăn yếu à. Rồi vậy thôi thôi chắc chừng nhận đi ha. Nãy dính được mấy con đó. Rồi chừng thả luôn à, nhỏ nhỏ không mà chừng thả luôn, tính kiếm cá bự bắt mà dính nó nhỏ không à. Rồi vậy thôi chừng nhận video đi ha. Các bạn xem nhớ bấm like đăng ký ấn chuông để ủng hộ qua trường ha. Rồi thôi rồi, trường chào các bạn luôn.